Linh khí khôi phục hiện đại tu tiên, truyền thống ngón tay vàng, phản xuyên thư, phản hệ thống, sản văn, nữ cường, 2027 năm, qua 15 năm duy vật chủ nghĩa sinh hoạt người Đông Châu, bỗng nhiên liền nghênh đón linh khí khôi phục. Trong một đêm, các sở tu chân trường học lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tại Đông Châu các nơi thành lập lên. Từ sau khi linh khí hồi phục, Mạnh Kinh Vũ cũng cảm giác cuộc sống thập phần không thuận lợi. Bên người đột nhiên toát ra rất nhiều kỳ kỳ quái người không nói nàng còn có thể nghe thấy bọn họ ở trong đầu cùng cái gọi là hệ thống đối thoại thanh âm xuyên việc giả a hệ thống ta lần sau trường học tiểu bỉ hơn nữ chủ là có thể cướp đi của nàng khí vận đúng không trọng sinh giả b hệ thống làm lại một đời ta nhất định phải đem mạnh kinh vũ dẫm ở dưới chân nhiệm vụ giả c hệ thống chỉ cần ta thành công làm cho nữ chính yêu ta nhiệm vụ xếp hạng cấp bậc liền ít nhất có a đúng không xuyên thư giả d hệ thống chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ này, nam chủ bùi thiếu uyên đối với nữ chủ hảo cảm liền có thể dời đi một chút cho ta đúng không? Mạnh kinh vũ. Chờ một chút, phía trước những cái kia coi như xong, cái kia xuyên sách, ngươi nói nam chủ là ai? Bùi thiếu uyên. Bùi thiếu uyên tâm nhãn tặc nhiều. Chương một Hệ thống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Cậu Phú Quý, chớ quên đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Tiết 1 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Hỗn Nguyên Châu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Mới nhìn qua tiên kính, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Mở cửa dết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Hệ thống trang bức nhiệm vụ thất bại bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Xích Kim Thảo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Trên mặt đất cái hố này là đang dễu cực nàng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.